Chào các bạn, rất vui khi các bạn quay lại với kênh Làm Việc. Nếu như các bạn đang kiếm tiền online trên các nền tảng web hay là các app nước ngoài, thì việc có cho mình một cái ví điện tử là rất cần thiết, đặc biệt là ví điện tử Payeer. Thì với Payeer, các bạn có thể lưu trữ rất là nhiều đồng tiền điện tử như USD, Euro, Bitcoin, Rúp Nga, v.v. Vậy cách tạo ví điện tử Payeer như thế nào? Thì trong video hôm nay, mình chia sẻ cho các bạn chi tiết cách tạo ví điện tử Payeer ngay trên điện thoại được cập nhật mới nhất. Ok, ngay bây giờ các bạn cầm điện thoại lên và làm theo mình. Đầu tiên trên điện thoại của mình, các bạn mở ứng dụng Set Play lên. Còn nếu như các bạn sử dụng iPhone thì các bạn vào App Store, rồi các bạn mở cửa hàng Play. Rồi các bạn chọn vào tìm kiếm, các bạn đánh Payeer. Và đây là cái giao diện ứng dụng Payeer, các bạn chọn vào cài đặt để cài đặt vào thiết bị của mình. Rồi sau khi cài đặt xong, các bạn chọn vào mở. Rồi tiếp tục tại cái giao diện này, các bạn chọn vào tạo tài khoản. Rồi tiếp tục tại cái giao diện này, các bạn chọn vào free. Rồi tiếp tục tại giao diện này, đầu tiên là câu là cái số ví của mình. Khi các bạn nhận tiền từ những ví điện tử khác hoặc là những cái app kiếm tiền online thì các bạn sẽ ép cái account của mình vào. Tiếp theo là password và mã số code. Thì các bạn có thể chọn vào đổi password, rồi các bạn đổi password cho mình. Còn nếu không, sau khi cài đặt xong, các bạn vào trong các bạn đổi vẫn được. Thì tại giao diện này, các bạn có thể chụp lại ảnh màn hình. Rồi các bạn cũng có thể chọn vào copy. Rồi tiếp tục các bạn chọn vào config. Rồi tiếp tục là tạo mã pin. Thì cái mã pin gồm có 4 số. Cái mã pin này dùng để các bạn đăng nhập vào hoặc là các bạn rút tiền thì các bạn nhập cái mã pin này vào. Rồi các bạn tạo mã pin cho mình. Rồi sau khi nhập mã pin xong, các bạn chọn vào tạo. Tiếp tục các bạn nhập lại mã pin. Rồi các bạn chọn vào tạo. Tiếp tục, nếu như trên điện thoại các bạn sử dụng vân tay thì các bạn chọn vào để các bạn cài đặt vân tay. Còn nếu như các bạn không muốn thì các bạn chọn vào bỏ qua. Tiếp tục nó sẽ ra giao diện như thế này. Thì tại đây các bạn có thể chọn cái giao diện sáng hoặc là cái giao diện tối. Ví dụ như mình giữ nguyên giao diện sáng. Rồi các bạn chọn vào Done. Rồi ok, đây là cái giao diện chính của ví điện tử Payeer. Phía trên này các bạn xem là cái số account. Như mình nói lúc nãy, khi các bạn nhận tiền hoặc là các bạn rút tiền từ những cái app kiếm tiền online thì các bạn sẽ ép cái account này của mình vào. Và trong cái ví điện tử Payeer này nó có rất là nhiều đồng tiền. Thứ nhất là đô la, euro, rúp Nga, bitcoin, vân vân. Nó có rất là nhiều đồng tiền để cho các bạn lưu trữ. Rồi tiếp tục, để giữ an toàn và bảo mật cho cái tài khoản của mình thì các bạn nên đi xác minh cái tài khoản của mình. Thì để xác minh tài khoản của mình ngay tại cái giao diện này, các bạn chọn vào hình bánh răng cưa phía trên. Đầu tiên profile các bạn chọn vào. Tiếp tục tại giao diện này, đầu tiên là cái số account của mình. Tiếp tục các bạn xem phần phía dưới này là email, các bạn chọn vào. Rồi lúc này các bạn nhập địa chỉ email của mình vào để xác minh. Rồi sau khi nhập địa chỉ email xong, các bạn chọn vào Continue. Rồi lúc này nó sẽ gửi một cái mail về địa chỉ email của mình. Các bạn mở địa chỉ email của mình lên. Khi các bạn nhận được email và các bạn mở lên, lúc này các bạn sẽ copy cái số code này. Rồi các bạn chọn vào chép. Rồi các bạn quay lại ứng dụng Payeer. Rồi các bạn chọn vào dán. Rồi ok, như vậy là mình đã xác minh xong cái địa chỉ email. Các bạn chọn vào đóng. Tiếp tục là số điện thoại, các bạn chọn vào. Lúc này các bạn sẽ nhập số điện thoại của mình vào để xác minh. Và các bạn lưu ý, các bạn phải đánh cái mã vùng là 84 là Việt Nam của mình. Rồi sau khi nhập số điện thoại xong, các bạn chọn vào tiếp tục. Lúc này nó sẽ gửi một cái mã số code về số điện thoại của mình. Các bạn mở tin nhắn lên rồi các bạn nhập cái số vào. Rồi ok, như vậy là mình đã xác minh thành công số điện thoại. Các bạn chọn vào đóng. Tiếp tục là Telegram. Nếu như các bạn có và các bạn muốn đưa Telegram của mình vào thì các bạn đưa vào. Còn không thì các bạn bỏ qua. Rồi các bạn quay lại.
Tiếp tục các bạn chọn vào Verification để xác minh cái danh tính của mình. Rồi các bạn chọn vào. Thì tại đây nó gồm có hai phần để cho các bạn xác minh. Thứ nhất là cá nhân, thứ hai là doanh nghiệp. Thì thường các bạn sẽ tạo cho cá nhân của mình. Các bạn sẽ chọn vào cá nhân. Rồi đầu tiên tên, các bạn nhập tên của mình vào. Tiếp tục là last name, các bạn nhập họ và cái tên đệm của mình. Rồi tiếp tục ngày tháng năm sinh, các bạn nhập ngày tháng năm sinh của mình vào. Đầu tiên là năm, tháng, ngày, các bạn nhập vào. Rồi tiếp tục quốc gia là Việt Nam, các bạn giữ nguyên. Rồi các bạn chọn vào Submit. Tiếp tục tại giao diện này là nó xác thực bằng passport hoặc là ID. Nếu như các bạn có passport thì các bạn chụp ảnh passport của mình. Còn nếu như không thì các bạn chụp ảnh chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân của mình. Rồi đầu tiên Add File, các bạn chọn vào. Nếu như các bạn có ảnh sẵn thì các bạn chọn vào. Rồi các bạn chọn cái ảnh trong cái thư viện của mình. Còn nếu không thì các bạn chọn vào để các bạn chụp ảnh. Rồi tiếp tục tại giao diện này, các bạn chọn vào hàng cuối cùng. Rồi lúc này các bạn đưa ảnh mặt trước của giấy chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân của mình vào. Rồi các bạn chụp. Rồi sau khi chụp xong các bạn chọn vào OK. Rồi các bạn chọn vào Next. Rồi tiếp tục hàng thứ hai, Add File, các bạn chọn vào. Rồi các bạn cũng chọn vào hàng cuối cùng. Lúc này các bạn sẽ đưa mặt sau của chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân của mình vào. Rồi các bạn tiến hành chụp. Rồi các bạn chọn vào OK. Rồi sau khi chụp xong các bạn chọn vào Next. Rồi tiếp tục là hàng thứ ba, Add File. Thì lúc này các bạn phải chuẩn bị trước cho mình một cái tấm ảnh có tên của mình và cái địa chỉ của mình bằng tiếng Anh. Rồi các bạn chọn vào, rồi các bạn chọn tấm ảnh đó. Các bạn có thể lấy cái thông tin thanh toán của mình ở trên ngân hàng gồm có tên và cái địa chỉ của mình, hoặc là một tấm ảnh có sao kê, hay là một cái mã QR gì mà có tên và cái địa chỉ của mình. Rồi các bạn chọn vào. Nếu như các bạn có ảnh sẵn thì các bạn chọn vào hàng thứ hai. Rồi các bạn chọn vào tiệp. Rồi các bạn chọn tấm ảnh của mình. Rồi sau khi chọn xong các bạn chọn vào Next. Rồi sau khi chụp ảnh mặt trước và mặt sau của giấy chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân của mình và một tấm ảnh gồm có tên và cái địa chỉ của mình bằng tiếng Anh, các bạn kéo lên. Các bạn chọn vào Submit. Rồi ok, như vậy là xong. Lúc này nó sẽ gửi cho mình một cái mail thông báo là nó đang xác nhận lại cái thông tin của mình. Rồi các bạn quay lại. Rồi tiếp tục phía dưới này là Security, Password và mã PIN. Nếu như các bạn muốn thay đổi thì các bạn chọn vào, rồi các bạn thay đổi cái password hoặc là cái mã PIN của mình. Tiếp tục phía dưới này là giao diện. Thì cũng như lúc nãy, mình có thể chọn giao diện tối hoặc là giao diện sáng. Rồi tiếp tục ngay vị trí USD các bạn chọn vào. Thì các bạn có thể chọn cái đồng tiền mặc định ở trong cái ví của mình. Các bạn có thể chọn USD hoặc là Rúp Nga hoặc là Euro hoặc là Bitcoin. Thì tùy vào các bạn lựa chọn. Thì ở đây mình vẫn giữ nguyên là USD. Rồi ok, như vậy là mình vừa chia sẻ xong cho các bạn cách chúng ta tạo ví điện tử Payeer. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Long Việt.